Xin chào mọi người, thì hôm nay mình xin chia sẻ về một cái loại protein mà đình đám trong thời gian qua. Thì chắc cũng có một số bạn đã biết về cái loại protein này rồi. Thì bạn nào biết rồi thì thôi, mình xin chia sẻ lại với những bạn chưa biết. Thì mới đầu nhìn thì mình cũng nghĩ nó là một cái loại whey bình thường như những cái loại whey khác. Nhưng mà mình xin chia sẻ là thật ra thì cái thằng này nó không có giống như những cái loại whey kia, những cái loại whey bình thường. Cái này nó là beef protein. Beef là protein được làm từ thịt bò. Cái này là protein được làm từ thịt bò nguyên chất. Còn whey là một loại protein được làm từ sữa nha mấy bạn. Nó khác biệt ở chỗ đó. Thêm một cái nữa là cái thằng này nó tốc độ hấp thu của nó thì cũng nhanh như whey, nhưng mà nó lại được thêm một cái là nó mạnh như bò đó. Bởi vậy cái này mình uống trước tập là hợp lý nhất. Uống trước tập thì cái sức mạnh mình nó sẽ được tối ưu quá, nó sẽ được tăng thêm, cho nên mình thích hợp để uống trước tập hơn. Thì cái này nó 100 serving nha mấy bạn, số liều dùng nó rất là cao hơn so với những loại whey bình thường. Những cái loại whey khác nó cao hơn, thích hợp cho những bạn sinh viên, học sinh xài cái loại này, nó tiết kiệm nha mấy bạn. Thì trên bao bì của nó thì nó có đầy đủ tem của bộ của nhà nhập khẩu. Còn cái này là cái tem, cái mã cào để cào mã số, mình gửi về cái tổng đài để xác nhận cái loại, cái bịch, cái sản phẩm này có phải do cái nhà nhập khẩu này nó phân phối hay không. Tiếp đến là cái tem chống hàng giả của bộ công an. Thì khi mấy bạn mà mua cái sản phẩm nào mà nó có những cái tem này thì mình yên tâm về chất lượng, yên tâm về cái hàng hóa, mình không có sợ bị hàng giả. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế nữa. Các bạn đợi xíu là mình chỉnh cái camera lại. Có cái độ tập trung cao hơn 350% so với những cái loại whey thông thường, và cái độ tập trung của nó cao hơn, cho nên mình uống trước tập là hợp lý. Còn cái này là nó phục hồi amino và giảm thiểu cái lượng ăn uống nhắc. Nó phát triển và xây dựng cơ bắp amino đến từ thịt bò, có protein và BCA. Thì nó nôm na là như vậy nha các bạn, mình dịch nó không được sát lắm. Còn cái này thì nó không có phát, nó không có chất béo, không có cholesterol, không đường, không lacto và không có gluten. Là những cái chất này nó không có, là cái thằng whey này là nó sạch đến mức như vậy nha bạn. Không chứa những cái thành phần xấu này. Thằng protein này rất là sạch. Rồi bây giờ thì mình coi cái sau lưng của nó là có cái gì hay không. Đây, coi cái súp thì mình tắt ra nó. Một muỗng nó là 36.4 gram. Cái khối lượng của cái muỗng này cũng cao lắm nha các bạn. Thường thường quay mà cái số lượng, cái khối lượng mà 36 gram là cao rồi đó. Nó 100 liều rất là cao luôn. Giá rất là thực tế. Thì một bình như vậy đó, thì cái giá của nó là 1.8 triệu. Calorie thì 130 calo. Thì nó cũng không có cao lắm.
phát không, cholesterol không, tổng carbon hydrate 8 gram, chất xơ, chất xơ chỉ có 1 gram thôi, 1 gram là quá trời ít luôn. Bởi vì nó là protein, nó chỉ là protein, nó không có gì ngoài, nó không có chất gì nhiều các bạn, nó chỉ có protein, nên là protein của nó 23 gram thì cũng không cao lắm. Thường mình thấy những loại whey protein khác thì nó khoảng 25 hoặc là 27 gram, còn cái này nó 23 gram. Đường không có đường, sodium 370 mg, potassium 250 mg, thì những con số này thì nó cũng không có đáng kể. Những cái chất này nó giúp cho mình tiêu hóa những cái loại những cái protein này tốt hơn. Còn cái này thì nó cái nhãn phụ ở dưới nó không có gì đặc biệt. Protein 23 gram thì mình biết rồi. Creatine này nó 2.5 gram, cũng cao lắm nha các bạn. Phát không, cholesterol không, thì cái vị của thằng này thì mình uống mình thấy nó cũng rất là dễ uống các bạn. Thì cái đặc trưng của nó là cái mùi bò thì nó cũng còn chứ không phải là hết hẳn, nhưng mà nó dễ uống hơn những cái loại quay bò khác. Thì mình uống mình thấy nó uống cũng ngon, cái mùi bò nó dễ uống lắm các bạn. Thì so với những cái loại quay khác ở trên thị trường thì cái mùi bò rất là khó uống, ngay cả protein mà làm từ trứng cũng vậy nha mấy bạn. Cái mùi protein làm từ trứng nó rất là khó chịu, rất là khó uống. Bởi vậy những cái hãng thực phẩm bổ sung mà làm cái mùi mà từ bò làm cái protein mà cái mùi vị nó từ bò và cả trứng nó không có phát triển bằng những cái loại mà protein mà làm từ sữa thì nó đó giờ nó cũng dễ làm hơn mấy bạn. Còn những cái hãng mà để nghiên cứu được những cái loại protein làm từ bò này thì nó chua hơn nhiều, nó khó làm hơn. Có nhiều hãng thực phẩm bổ sung đã thất bại về cái mùi vị của nó. Chỉ có cái hãng Mr. Smith này nó sản xuất ra cái loại protein này thì nó đã cải tiến rất là nhiều. Qua nhiều năm tháng thì cho đến ngày hôm nay thì cái loại protein của Carnivore này nó đã phát triển và nó tồn tại cho đến bây giờ. Thì bạn nào chưa thử thì cứ thử sẽ biết cái mùi nó như thế nào. Nó dễ uống đó bạn. Cái đó thì mình sẽ chia sẻ về cái nhu cầu sử dụng nha các bạn. Cái này sử dụng lúc nào? Thì quay thì cái nhu cầu sử dụng nó rất là hạn chế các bạn. Nó không được đa năng như là loại protein hoàn chỉnh. Protein hoàn chỉnh thì mấy bạn sử dụng lúc nào cũng được. Trước tập, sau tập, ngủ dậy hoặc là lúc đói các bạn uống bất cứ lúc nào cũng được hết. Nó đa dạng hơn. Còn cái loại này thì mấy bạn chỉ uống vào những lúc như sau khi mấy bạn ngủ dậy hoặc là trước lúc tập, sau lúc tập. Chỉ có ba cái thời điểm vàng đó là mình uống cái loại protein này nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì nó tốc độ hấp thu của nó nhanh, cho nên sáng mấy bạn mà ngủ dậy lúc đó là trong cái khoảng thời gian mà từ buổi tối hôm trước mấy bạn ngủ tới sáng là khoảng mấy tiếng đồng hồ đó, mấy bạn đâu có ăn đâu có uống cái gì đâu. Thì sáng ngủ dậy là cái cơ thể mình nó sẽ bị đói protein, lúc đó mình nạp vô là rất là thích hợp, người nó sẽ có ngay lập tức nó sẽ có protein để nó nuôi cơ cho mấy bạn. Còn trước tập thì như nãy mình nói rồi, cái này nó có độ tập trung cao 350% so với loại protein bò, loại protein thông thường. Thì mình uống trước tập thì mình sẽ cái sức mạnh mình nó sẽ tăng lên. Mình uống sau tập cũng được, nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình uống sau tập thì nó không có được hay bằng uống trước tập. Còn nếu bạn nào mà có điều kiện thì mình uống luôn ba cái thời điểm đó, sau khi ngủ dậy, trước khi tập và sau khi tập. Còn đối với mình nghĩ cái này nó thích hợp với những bạn sinh viên hoặc học sinh nhiều không, bởi vì cái giá thành của nó rẻ, độ khoảng 18.000 một liều, 100 serving thì cái bịch này giá của nó là 1.800.000 nha mấy bạn.
rất thích hợp cho các bạn sinh viên và học sinh. Thì cái nhu cầu sử dụng nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó tốc độ hấp thu của nó rất là nhanh. Mấy bạn đói bụng mà uống cái này vô thì nó không có nghĩa lý gì hết. Mấy bạn uống vô chừng khoảng 15-20 phút là nó sẽ hấp thu hết, là mấy bạn lại tiếp tục đói nữa. Cho nên mấy bạn mà đói uống cái này vô thì nó sẽ vô nghĩa, phí lắm mấy bạn. Mình chỉ uống sau khi ngủ dậy, trước khi tập và sau khi tập. Sau khi tập về là lúc đó là cái cơ thể nó cần cái lượng protein nhiều nhất. Lúc đó là cơ bắp của các bạn bị tổn thương, cho nên bạn phải nạp cái protein ngay sau tập để cho nó phục hồi, nó tái tạo lại cái sợi cơ của bạn lúc đó. Tại lúc mà tập là cái cơ của bạn nó banh xác hết rồi, còn phải nạp vô để cho nó sửa chữa, nó phục hồi lại. Cái lúc đó là lúc quan trọng nhất. Nếu bạn nào mà điều kiện mình không được đầy đủ thì mình có thể mình sử dụng lúc sau tập. Theo mình nghĩ là lúc sau tập là lúc quan trọng nhất nha các bạn. Thì cái nhu cầu sử dụng nó chỉ có như vậy thôi. Cái này thì nó cũng như mặt bên kia, nó đi thêm thôi chứ không có gì đặc biệt. Cái mã vạch này, mã vạch này của nước sản xuất nha mấy bạn. Nó có nhiều cái thông tin ở trong đây lắm, nhưng mà chỉ biết được cái 891 này thôi, là của Mỹ, Mỹ sản xuất. Tất cả những cái hàng này là đều của Hoa Kỳ nha mấy bạn, không có hàng tầm bậy đâu, hàng nhập khẩu chính hãng. Cho nên mình xài mình không có sợ hàng giả khi mà có đầy đủ tem ở trên đây. Bây giờ trên thị trường nó có nhiều hàng những cái hàng quá nó trôi nổi nhiều lắm, mình không có thể nào phân biệt được hàng thiệt hàng giả. Mình chỉ cần bây giờ mình chỉ còn có những cái tay nghề này để mình căn cứ vào đó để mình biết thôi. Đây, nó có những cái tem này, cái này không ai dám dán bậy đâu nha các bạn, dễ đi tù lắm. Cái này có mùi sô cô la, nói là mùi bò vậy thôi nhưng thật ra nó là sô cô la nha mấy bạn. Bò nó chỉ còn chút đỉnh thôi chứ nó không phải là nặng bò như là mình ăn miếng thịt bò. Đây, mùi sô cô la. Cái giá của nó thì mình có để ở cái đường link website mình để phía dưới video nha mấy bạn. Bạn nào có quan tâm hay là muốn đặt mua sản phẩm thì mình nhấp vào cái đường link đó. Ở trên đó có nhiều sản phẩm mà mình muốn tìm hiểu, muốn lựa chọn thì mình vào trong đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Thì những cái thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình có để cái đường link hoặc là fanpage với lại Facebook mình để ở bên dưới video nha các bạn. Các bạn click vô đó thì sẽ vô được mấy cái đường link của website đó. Thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Và nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like và đăng ký để ủng hộ cái kênh của mình nhé. Mình sẽ tiếp tục làm những cái video khác cũng nói về những cái sản phẩm về thực phẩm bổ sung này, như Reebok Down, BCA này nọ. Những bạn nào mà có những cái ý kiến hay hơn thì hãy comment ở bên dưới để mình cùng nhau chia sẻ và trao đổi nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.